Tại sao bạn ngủ ngáy? Ngủ ngáy, snoring nữa các bạn, vào ban đêm, night, after night, vào hừng sáng nha các bạn, là vào lúc giữa khuya đó. Ngủ ngáy không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta thôi, mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh đó các bạn, người ngủ chung với mình đó các bạn ha. Rất là nhiều, và rất là nhiều người xung quanh, ví dụ trên máy bay các bạn thấy không? Đó. Như vậy thì tại sao chúng ta ngủ ngáy? Có hai dạng của ngủ ngáy nha các bạn, hai loại của ngủ ngáy. Đây là từ họng chúng ta nha, from the throat and the nose, là từ mũi chúng ta nha các bạn. Đây, khi mà các bạn ngủ á, bạn nhìn thấy trên mô hình ha, khi mình ngủ á, thì các cơ đường hô hấp trên chúng ta sẽ thư giãn ra và nó sẽ tạo ra một cái gọi là cái turbulent, là cái dòng khí lưu chuyển đó các bạn, nó cái dòng xoáy khí lưu chuyển, cho nên làm cho chúng ta bị ngáy. Nhưng mà khi cái cơ này chúng ta thư giãn quá mức đó các bạn có thể ngưng thở luôn, stop breathing đó, các bạn có thể ngưng thở nó, các bạn ngưng thở khi ngủ, bạn bật dậy mình thở các bạn, lúc đó thì chúng ta cái không khí mới lưu thông lại được, các bạn thấy không? Ngủ ngáy có thể gây ra bởi một số cái yếu tố nguy cơ như các bạn, như là các bạn sử dụng thuốc an thần nè, bạn uống rượu bia nè, hoặc là gì mũi dị ứng, hoặc là amidan sưng, hoặc là các tư thế ngủ của mình nữa các bạn, là một cái yếu tố về cấu trúc structural factors, như là các bạn có cái phần bị béo phì nè, hoặc là các bạn bất thường cấu trúc vùng mũi hoặc là hàm như các bạn. Nhưng mà nó có thể là một cái tình trạng bệnh lý nặng hơn các bạn, obstructive sleep apnea, là ngưng thở khi ngủ các bạn. Nó có thể là nguy cơ lớn hơn đến sức khỏe của bạn nha các bạn. Các bạn đừng lo lắng, các bạn có thể điều trị được cái ngủ ngáy này nha các bạn. Đây là một cái thiết bị máy thở áp lực dương các bạn, NCPAP á. Đây, liệu pháp này cũng có thể giúp giảm ngủ ngáy nha các bạn. Mình không phải quảng cáo nha. Các bạn có thể chẩn đoán cũng rất là đơn giản nha các bạn. Các bạn có thể nói với bác sĩ gia đình của mình á, các bạn hãy tới gặp bác sĩ Nguyên nha. Bác sĩ Nguyên sẽ giúp bạn điều trị ngủ ngáy rất hiệu quả nha. Đây, và khi gặp bác sĩ Nguyên xong, các bạn sẽ có giấc ngủ tốt hơn, mối quan hệ với chồng hoặc là vợ tốt hơn, hoặc là cái chất lượng cuộc sống tốt hơn nha.